Nhiều người con bất hiếu với cha mẹ là do từ khi còn nhỏ không được tiếp nhận giáo dục và tiếp nhận được cái định lực nhân quả. Nhiều đứa con mà nói lời giả dối với cha mẹ cũng lo do là không được tiếp nhận giáo dục, vừa không tin sâu nhân quả. Cái lớp học của mình vừa nói vào cuộc sống hàng ngày và xuyên qua từ Phật Pháp về định lực nhân quả, các cháu được nghe từ khi còn nhỏ, được rèn luyện. Và có một số câu chuyện mà mình nhắc nhở hoặc mình hướng dẫn các cháu, thì khi càng ngày càng lớn thì cái nếp sống của các cháu càng ngày càng tốt. Thêm cái nó đi đến chùa niệm Phật gì, rồi mấy chú quay phim lại, có nhiều người coi nó cũng hoan hỷ. Thấy con nít mà biết đi đến chùa, biết nghe giáo dục, rồi ngồi nghiêm túc đàng hoàng, từ nơi đó mà tự nhiên người ta coi người ta sanh tâm hoan hỷ. Từ cái sanh tâm hoan hỷ đó mà các cháu còn nhỏ này có phước có duyên, phước duyên lớn. Nít gì thôi chứ khắp nơi nơi người ta coi công đoạn này người ta cũng thấy mấy gương mặt các con ở trên cái trang Facebook này kia rồi đầy đủ hết chứ. Nó duyên phước từ khi còn nhỏ mà vậy là đặc biệt dữ lắm. Nên những đức nhấn mạnh ngay cái chỗ cho cha mẹ các cháu, người thân biết rằng là con cháu từ khi còn nhỏ mà được mình dẫn dắt để học tập giáo dục, đây là việc quan trọng nhất. Nhớ. Nên bài học tập chúng ta hôm nay học tập đó là gây dựng chữ tín rất quan trọng. Thí dụ như các con nói lời giả dối là người ta không tin tưởng nè. Thí dụ như giờ một đứa bé mà ở trong nhà mà cha mẹ không tin tưởng các con thì đừng có mong mà xã hội tin tưởng các con mất công. Thí dụ như cha mẹ mình mà còn không tin tưởng mình vì mình nói lời giả dối, nó không đúng sự thật, thì mất lòng tin rồi thì xã hội ai tin tưởng mình đây? Thí dụ như giờ chúng ta gạt người khác được vài ba lần nhưng cuối cùng ta cũng biết rồi. Tất cả các con nhớ nha, mỗi một người mình á, hai bên vai mình có hai ông thần. Một ông thần á là ông ghi về cái phước báo của các con. Thí dụ như cái tâm nghĩ về người ta tốt nè, con ruồi, con muỗi, con kiến các con không giết nè, rồi các con có tâm hiếu với cha mẹ, không muốn làm cho cha mẹ buồn lòng nè, rồi các con á, dù ăn cơm một hạt cơm gớt các con biết lụm lên nè, rồi thấy các bạn mà người ta nhỏ tuổi như mình mà khổ nghèo bán vé số, có khi mình đi ra chợ mình được mẹ mua cho cái bánh cam ăn, vậy mà mình kêu mẹ mình mua thêm cái nữa cho bạn nè. Từ tất cả những cái tâm thiện của các con á là được ông thằng ông ghi hết trơn. Dù là bây giờ mình làm không ai biết hết nhưng mà có ông thằng ông ghi cái thiện hết trơn. Nhưng mà thí dụ như các con đi vô trong trường học đi, thấy người ta gớt đồ các con ăn cắp, không ai biết nha, thấy người ta rơi rớt cái gì là lấy liền. Rồi người lớn gầy đến cái bắt đầu dậm chân dậm cẳng, hoặc trong lòng bậm môi trợn mắt, mà không phải trước mặt người ta mà ngồi chỗ nào đó bắt đầu bực bội tức tối rồi nói này nói kia. Tôi lớn lên rồi biết với tôi đồ, hoặc là chửi khơ khơ khơ, thấy không? Những cái tâm ác của các con người ta không biết, nhưng mà ông thằng ông biết. Cái ông thằng mà ghi cái điều ác của các con, điều sai đó, ông ghi hết đó. Nếu như mà cái phước các con nó dày lên thì tức khắc phước báo nó cứ tăng 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 lên. Còn nếu như việc ác các con mà bị ông thằng ông ghi cái điều ác nhiều quá thì ác nó tăng lên mà phước nó giảm xuống. Mà khi một con người mà phước mà nó tăng lên á thì con người thông minh liền à. Cái nghĩ cái làm ta nó thiện tốt liền, và nói lời chân thật, rồi biết việc đó là tốt, hiếu với cha mẹ là tốt, niệm Phật là tốt, hòa thuận với anh em là tốt, không có giành giật của cải với ai là tốt. Tại vì cái phước huệ nó kế bên phước rồi sanh trí tuệ, mà trí tuệ và phước báo nó có thông minh nữa thì tức khắc các con sẽ nghĩ điều tốt và làm tốt. Còn khi mà tội nó quá cao nổi lên thì phước nó giảm xuống.
tội nó tăng lên. Mà khi tội nó tăng lên là ý nghĩ mình là ý nghĩ sai, ý nghĩ tầm bạn. Mà khi ý nghĩ sai nó nhiều quá, nó chiêu cảm bạn làm điều sai đến chơi với mình, là tức khắc bạn làm điều sai đến chơi không à. Thí dụ như một đứa con bắt hiếu, tự nhiên bạn bắt hiếu đến chơi chung. Đứa con có hiếu cái bạn có hiếu đến chơi chung. Mình học giỏi, mình đi chùa cái gặp bạn học giỏi đi chùa chơi chung. Còn mình hung dữ cái gặp bạn hung dữ chơi chung. Có nghĩa là tố nào theo tố nấy. Nên cái phước báo nó đưa mình đi đến cái chỗ tốt đẹp. Nhớ nghe, phước báo đưa mình đi đến chỗ tốt đẹp. Còn cái tội lỗi nó đưa mình đi đến cái chỗ xấu xa. Có một đứa bé này nó đi đến chùa mình, nó nói rằng là thầy dạy rất rõ ràng. Con năm 13 tuổi học đòi tầm bậy, coi phim ảnh tầm bậy. Cuối cùng con làm cái chuyện tầm bậy với bản thân. Vậy mà con chơi với bạn là bạn tầm bậy không? Rồi bây giờ con học càng ngày càng sa sút, cái đầu óc con mờ mờ ảo ảo kỳ cục lắm. Rồi con ghiền điện thoại, con bấm lên mạng, con kết bạn tầm bậy tầm bạ. Rồi con chat tầm bậy tầm bạ, con nói chuyện trong điện thoại tầm bậy. Nó kết bạn với tầm bậy nhiều trên mạng dữ lắm. Con toàn là đi kiếm những cái trang tầm bậy không. Rồi con thấy rõ ràng, con nghe thầy dạy, con thấy rõ ràng phước con hết trơn rồi. Bây giờ con học, con thấy rằng con mù mờ rồi. Con không có còn cái tâm trạng học tập gì nữa hết trơn. Rồi tự nhiên bản thân của con càng ngày càng bị già đi, xấu xí đi, rồi bạn bè tốt tránh con hết trơn. Con thấy rõ ràng hình như là con tội lỗi quá nặng, phước báo con hết rồi thầy ạ. Bây giờ phải làm sao? Thì những đức nói rằng là phước báo hết là do mình tạo tội nên phước hết. Còn nếu bây giờ muốn phước tăng lên thì bây giờ mình đừng có làm tội, mình làm phước lại. Bây giờ con có cách nào để làm phước rồi là phải làm sao? Những đức nói rằng thí dụ như bây giờ thứ bảy chủ nhật con đến con cộng tu, rồi con về con cố gắng con niệm Phật, rồi á có tâm hiếu với cha mẹ mình thì phước báo nó tăng lại. Thí dụ như lúc trước mình nói dối người ta không tin, bây giờ mình nói thật thì từ từ người ta tin. Con người mà đều có thời gian chứ. Thí dụ như các con lỡ nói lời giả dối nhiều người biết à, là người ta không tin. Nhưng mà từ từ các con nói lời chân thật, từ từ cái người ta tin lại à. Ta tin. Như những đức ngày xưa nói chuyện người ta không tin, nói giả dối người ta không tin. Sau này biết tu rồi sửa đổi lỗi lầm, nói thật lại, nói lời chân thật lại. Bây giờ người ta tin rồi đó. Các con coi lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày mà ta đông vậy là người ta tin ta mới đến chứ. Đúng không? Nếu như mình gạt người ta không, ta nói ừ cái ông đâu nói chứ ông lại đâu có nổi đâu. Đến rồi đâu bỏ đại bỏ càng cho mình chết. Rồi nó đến đông cho cô, nó không lo cơm nước gì nữa mà chết hết đó. Đừng nói mà tu. Thôi nó xạo lắm, nó giả dối vậy lắm. Không có tin được đâu. Thì bây giờ các con rủ người ta đố người ta đến đó. Nhưng mà người ta tin tưởng mình rủ người ta Bắc Nam gì, rồi miền ngoài, rồi nước ngoài gì, người ta cũng về y y. Nó người ta lễ được 4 ngày cái người ta tin. Ông thầy này ông nói làm thiệt ha. Ban đầu mình nghĩ ông cho ông lễ 4 ngày ông lễ không nổi đâu. Nếu ông lễ không nổi chắc ông cũng bắt âm thanh cho mình lễ thôi. Cuối cùng ông này cũng cố gắng làm được hết trơn. Người ta tin đó. Ta tin tưởng liền, các con thấy không? Cái này nghĩa là tất cả những cái gì giả dối ngày xưa nó là một cái nền để cho người ta thấy rằng là có những người giả dối và cũng sẽ sửa được và sẽ làm được những điều chân thật. Thì tức khắc bản thân của chúng ta giả dối mà nghe được những công đoạn này thấy rằng mình có thể làm được. Làm được là sửa đổi lỗi lầm rồi trở thành một con người chân thật, một con người tốt được. Chứ không phải là người xấu là xấu hoài. Các con nhớ nghe. Người tốt mà nghe tốt thì nó tốt hoài. Người tốt mà nó nghe xấu là từ từ nó xấu. Còn người xấu mà nó nghe tốt thì từ từ nó tốt lại. Các con phải nhớ. Nên mình nói lời giả dối, bây giờ mình biết cái hành động nói lời giả dối là mất chữ tín. Mà mất lòng tin với con người ta sao các con thành công? Các con có học giỏi cỡ nào đi chăng nữa, các con có giàu sang cỡ nào, nhưng mà đã là người ta không tin thì các con không có cái ý nghĩa gì trong cái cuộc đời này hết chứ. Người ta không tin tưởng mình làm sao mình vui đây. Mình nói ra gì cái là cái người ta nói ừ, không tin được, ghê lắm, xạo dữ lắm, nói dốc dữ lắm, nói lời giả dối dữ lắm, gạt người ta dữ lắm, thấy không? Nên từ nơi đó ai người ta cũng mất lòng tin với mình, vậy thì cuộc đời của con là sống vô nghĩa. Mà nếu như một con người mà như vậy đó, sau này có con lớn lên, có con có gia đình mà có con cái nữa, cái người ta hỏi ủa mày con ai ạ?
nó là dạ con là con của năm mèn. Cái người ta nói ô trời ô năm mèn này nó xạo dữ lắm, cả sớm ai cũng biết, nhưng mày con đó là mày ha, mày thú hẻo thua tiêu à, mày là con đó là cái như là không ai dám nhìn mày luôn, tại vì ba mày nói xạo dữ lắm. Tao biết ba mày từ khi còn nhỏ mà nó xạo cha đời, nó dốc dữ lắm, thấy chưa? Nó mang tiếng bản thân mình mà mang tiếng luôn, sau này tới đời con cháu mình luôn. Rồi ví dụ như mình có đứa con mà nó được được vậy mà người ta muốn đến họ hỏi han, ta nghe nói à gì hỏi ai, con của ba mẹ thôi tàu ô thằng đó nó xạo dữ lắm, mày mà cứ con của thằng đó là kể như là rồi xong luôn, chắc cha nó vậy thì con cũng vậy luôn, thấy không? Nó ảnh hưởng kinh khủng chưa? Nên mình làm ông bà cha mẹ mà mình nghe đạo mình cũng sửa đổi lỗi lầm được nữa. Tại vì nếu mình chăng thật có chữ tín thì mình mới dạy con cháu có chữ tín. Còn nếu như mình thì không có chữ tín mà làm sao mà bây giờ mình dạy con cháu mình đấy. Nên con người sai có thể sửa, giống như bộ đồ dơ có thể giặt, người dơ có thể tắm. Người dơ, bộ đồ dơ là giặt và tắm được, vậy thì người sai cũng sửa được. Nên tất cả con người ở cái cuộc đời này sai cỡ nào cũng sửa được, chỉ sợ không chịu sửa. Những đức sai những đức cũng sửa được vậy. Bây giờ những đức nói bao nhiêu điều sai mà ta vẫn tin nè, ta vẫn thích những đức à. Tại vì những đức sửa thì người ta tin. Bây giờ tất cả các con ở đây mà đứa nào mà cha mẹ mà nói đến mà dậm chân dậm cẳng á thì sửa đi, tội á nghe. Rồi đứa nào ăn cơm mà cơm đổ tháo mà không lụm lên á, các con coi ăn cho đàng hoàng. Rồi cái chén cơm ăn á mà mình ăn xong á, mình lấy cái muỗng đâu đũa gì đó, các con gom cơm này trong cái chén cho nó sạch không? Hay là ăn xong mà chén cơm còn dính cơm tùm lum, cái đầu là bỏ chén cơm ra. Các con nhớ cái câu chuyện á mà Nhân Đức đã từng kể cũng nhiều lần. Hòa Thượng Ái Hiền ngày kể câu chuyện một ông vua. Ông vua nghe là phước ông lớn lắm các con. Đúng ra thọ mạng ông là đến lúc chết rồi. Vậy mà khi ông ăn cơm á, mà một hạt cơm rớt gì mà ông lụm lên ăn. Mà khi ông lụm hạt cơm lên ăn vậy mà chấn động tới cái cõi trời. Ngọc Hoàng Thượng Đế khen rằng trời ơi, cái ông này mà vua mà một hạt cơm rớt mà lụm lên ăn. Vậy mà từ cái phước của ông mà quá lớn, mà ông làm vua của cả nhiều mà một hạt cơm đổ mà ông lụm lên ăn. Vậy mà tuổi thọ ông kéo thêm 20 tuổi nữa. Các con coi cái phước báo á. Thì khi con người mà giảm phước, nên những cái đứa nhỏ mà còn nhỏ mà mang tội, như thí dụ như các cháu còn nhỏ mười mấy tuổi đâu mà nó coi phim ảnh mà nó thủ dâm rồi đó, là mấy đứa này chết yểu nè. Chết yểu nè. Giống như cái cây mà không còn nhựa sống thì nó chết liền. Còn một đứa con nít mà như vậy mà tập tầm bậy tầm bạ cái đó, hoặc coi phim đồi trị, coi hình ảnh bậy bạ, rồi học đòi hoặc nói chuyện nhắn tin tầm bậy tầm bạ đó nghe, là mấy đứa này chết yểu. Đúng ra phước của nó có thể sống tới 75-80 tuổi, vậy mà nó có thể giảm vài chục tuổi bình thường. Còn nếu nó tiếp tục luôn là nó giảm từ từ, nó chết yểu luôn vậy đó, chết luôn. Tại vì khi nó hết phước là chết liền. Còn khi con người mà sống thọ là phước dày quá sống thọ. Nên người xưa dùng người ta không tu nghe, mà ta nói một câu vậy nè. Công nhận ông già đó 80-90 tuổi mà nhìn ông già mà ông đẹp lão, ông này công nhận ông có phước thiệt, thấy không? Người ta không tu mà người ta thấy người già mà khỏe, nó có phước thiệt. Còn bây giờ các con còn nhỏ mà èo ọt khó nuôi, ốm nhơ ốm nhách bệnh hoạn, từ những cái tâm nghĩ tầm bậy tầm bạ, làm tầm bậy tầm bạ còn nhỏ đó, bắt đầu nó èo ọt khó nuôi, nó ốm nhơm ốm nhách, rồi bắt đầu là nó già trước tuổi mà cứ cái đà vậy luôn là chết luôn, chết yểu liền, chắc chắn không thể nào thành đạt trong cuộc đời cái gì chứ. Nên những đức nói rằng các cháu học nhiều chưa chắc thành đạt đâu. Kìa, đi vô trong chùa mình 3-4 đứa kìa, học tới năm thứ tư vậy đó, mà đại học năm thứ tư mà bây giờ không ổn định thần kinh, cha mẹ đưa vô chùa cắt tóc luôn, nó thôi ngưng học. Nếu mà cứ đà con cái kiểu này là con cái như là nó tiêu cuộc đời nó luôn. Không biết làm sao tự nhiên nó học đến mức đó rồi, cái tự nhiên căng thẳng thần kinh cái đầu ba trợn luôn vậy đó. Nên những đức nói rằng là con người nó cần phải được sự bổ túc. Nó bổ túc về cái tâm thoải mái á. Mà nó học thì học, nhưng mà nó phải làm sao nó có một cái trạng thái thoải mái một chút, để nó có cái sự tiếp thu cao. Còn nếu như mà nó căng thẳng quá sao vô nổi. Bây giờ học nhiều quá giống như một cái chai nước đầy, có chế nước thêm cũng không vào cái chai được. Còn cái đầu nó chứa cứng hết trơn, bây giờ có nạp vô thêm nạp cũng vô, mà ém vô có ngày nó đứt cái bực tiêu luôn.
Ba trợn. Đó, trong chùa thấy có hai đứa học tới đại học năm thứ tư. Vậy mà tự nhiên căng thẳng, chịu không nổi, đơ luôn vậy. Mà bây giờ trẻ em mà bị cái bệnh trầm cảm không nói này nhiều ghê nghe. Xã hội bây giờ nói nhiều về cái bệnh này ghê thiệt chứ. Những đứa nói các con, đứa nào mà ghiền điện thoại là tác hại cực kỳ lớn. Học sẽ không bao giờ tiến bộ được mà các con nhìn nó khờ. Đứa nào mà ghiền điện thoại là cái như tiêu rồi, học không tiến bộ đâu. Nếu như mà bé nào mà nghe lời những đức nghe, các con dành cái thời gian bấm điện thoại để các con niệm Phật một chút còn ngon hơn nữa. Nó làm cho cái bộ thần kinh của các con nó nhẹ nhàng thoải mái. Mà niệm Phật nó tích tụ một cái nguồn năng lượng cao lắm. Rồi cái tâm mà hiếu với cha mẹ đó, cái tâm này nó tích tụ năng lượng cao dữ lắm. Nên từ nơi đó mà khi mà tích tụ nguồn năng lượng là trí tuệ phát sinh liền. Bây giờ con người ai mà không muốn mình thông minh? Nếu như mình á mà nghĩ ác làm ác là nó từ từ nó hết thông minh, ngu si luôn vậy đó. Nên bé nào trong đây mà cha mẹ nói đến mà dậm chân dậm cẳng mà kênh lại nghe, mặt nhăn nhăn kinh kênh lại, nó mặt chầm dầm chù ụ, chỉ cần nói đến là cái mặt chù ụ, chu cái mỏ ra, hiểu không? Nó quạt mắt trợn lên. Hoặc là cha mẹ kêu đi mua đồ gì, bắt đầu là kêu 2-3 tiếng mà không chịu đứng lên đi. Rồi khi đi thì dậm chân. Cái ngoái ngoách lại, kênh kênh. Cái thứ này là tiêu. Đố mà cuộc đời mà có tương lai, tiêu à. Tại vì đối với cha mẹ mà còn vậy chứ đừng đi đối với người ta sau này chợ. Cha mẹ sanh nuôi khôn lớn cho đi học vậy mà đi học về mà gì. Rồi nếu mà cháu nào mà vô đây mà nghe gì rồi mà về mà còn như vậy nữa thì hết xài. Tại bây giờ nói rõ ràng mà không chịu nghe lời là hết xài. Người này là tiêu rồi, thấy không? Trời ơi, cha mẹ mà mình dám hổn, trong kinh Du Lan Phật nói á, dù gánh cha gánh mẹ đi giáp hòn núi tu di cũng không trả ơn được. Mà mình chưa làm một việc gì để báo ơn hết mà chưa chân kinh, mặt kinh. Mà gặp con gái mà vậy là nó xấu liền. Nghe con gái mà kênh với cha mẹ là xấu liền. Con nhỏ này đẹp mà từ từ xấu liền. Mà nếu nó kênh dữ quá, có ngày nó giật cái sợi dây cái lé. Bây giờ các con coi, bây giờ ai mà bây giờ mình ngồi mình đứng hay mình gì mà mình nhìn người ta mà kiểu mà mình nhìn bằng gì nè, viết đi rồi các con coi vài năm sao phải lé không? Cứ nhìn ta gì nhìn vậy nè, là lé thiệt á. Còn bây giờ gặp cha mẹ nghe, cha mẹ mà nói đến cái làm nè gì nè, rồi có ngày á, ông chờ ông đang gầm gì, ông gầm một phát rồi dính luôn, đi là gì luôn. Trời ơi, cái chuyện bắt hiếu với cha mẹ là chờ đất không dung nghe. Bắt hiếu với cha mẹ là chờ đất không dung đó. Nhớ nè, trong cái lục đạo luân hồi này á, Ngọc Hoàng Thượng Đế ghét nhất là người con bắt hiếu với cha mẹ. Nên dưới quê những đứa ngày xưa mà ở dưới miền quê là ưa cái vụ mà con bắt hiếu là bị chờ đánh nghe. Cái đứa con này nghe, mẹ của nó già rồi mà nói nó sao không biết nữa. Nó nhậu vô vậy mà nó cầm cái dao nó chạy ra rồi nó chép mẹ nó. Vậy mà nó cầm cái dao nó vừa dơ lên một cái, ông chờ đang gầm gì ông đánh một phát thằng chết queo luôn. 3 ngày sau chôn rồi, 3 ngày sau ông dứt ngay cái mộ một cái nữa, tét cái mộ qua bên luôn. Chờ đánh một lần chết, đánh thêm ngay mộ luôn một lần nữa, kể như mày hết siêu sanh luôn. Kinh khủng chưa? Các con thấy cái đứa con mà bắt hiếu cha mẹ chưa? Những đứa nói cái đứa nào bắt hiếu cha mẹ là đứa này xấu liền. Dù nó có đẹp, có phước cỡ nào nó cũng tổn cực kỳ nhanh luôn. Ngày xưa mà người ta dám đem của cải vật chất đưa cho anh em hết luôn, mà người ta chỉ dành đúng một thứ, đó là tôi được nuôi cha mẹ. Trời ơi, đây là có câu chuyện trong những câu chuyện hiếu thảo ngày xưa để lại rõ ràng. Người ta đem của cải chia cho anh em hết luôn. Người ta nói bây giờ anh chỉ muốn một điều, đó là cha mẹ để cho anh nuôi. Vậy thôi. Anh nghèo cỡ nào anh cũng sẽ nuôi cha mẹ. Anh làm cực cỡ nào anh cũng nuôi cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ tới cùng luôn. Đó. Mà con người này sau này không bao giờ nghèo. Mà phúc báo người này là để cho con cháu lớn dữ lắm. Nên các con nhớ, đứa nào mà bắt hiếu cha mẹ, cha mẹ chỉ cần nói đến mà mặt kinh nghinh chởn mắt, có ngày giật sợi dây một cái là kiểu như là tiêu luôn. Còn cái kiểu mà cha mẹ mà nói đến mà cái mỏ chu ra, có ngày nó giật một cái
rồi là cái mỏ nó vào huyệt. Nhớ đó nghe, nói đây là vui vui mà tôi nói thiệt đó. Nó trong tất cả cái bản thân chúng ta là nó có điều, mỗi cái nó đều có sợi dây cơ quan của nó, nó chuyền. Ví dụ cái miệng của mình giật giật nè, là cái sợi dây thần kinh của mình nó cũng có cái ảnh hưởng đó. Nên mình mà chu chu ra hỗn ẩu cái lúc đó mà sợi dây nó giật ngược cái rồi xong luôn. Hiểu không? Nó nên có cái ông này á, ông đến đây ông Phật ông nói rằng thầy nói đúng thế ghê. Con này con kênh với cha mẹ con từ nhỏ tới lớn luôn. Cái năm 55 tuổi tự nhiên á, không biết sao con ngủ đêm sáng mai con mắt đâu thành gì luôn. Gì luôn, mắt gì luôn vậy đó. Cái người ta gọi thế gian gọi là tai biến á các con. Gọi là tai biến á, là tự nhiên cái hệ thống thần kinh nó biết sao nó giật luôn vậy, méo luôn vậy. Còn có những người nghe hỗn với cha mẹ, cái mặt nghinh nghinh, cái miệng chửi chửi cha mẹ, chửi mấy kiểu mà còn nhỏ nói tới không dám chửi thiệt, mà nó đi dọc đường á là sai đi mua đồ mày muốn tôi nghỉ đi, nói này nói kia, nói cái đó đó. Ý nói là nói những điều không phải khi mà nhẩm mà chửi cha mẹ đó nghe. Các con nhớ nghe, có ngày tai biến nó làm nè, rồi là có vấn đề. Cái này tại sao mà cái miệng méo, chắc chắn là có vấn đề, có vấn đề. Nên con người mà hung dữ hỗn ẩu là nó có vấn đề. Lâu ngày là cơ thể sẽ có vấn đề, bị tai biến, nóng, giận, sân si. Còn mình làm cha mẹ buồn phiền thì nó tổn cực kỳ nhanh phước báo luôn. Người này sau này có thành đạt vì cái chuyện học vấn, nhưng mà lạ tay không thành đạt được cái sự nghiệp cuộc đời. Cái người ta học dở nhưng mà người ta hiếu với cha mẹ, về con đường học vấn người ta nó không thành đạt quá, nhưng mà về cái việc kinh doanh xã hội cuộc đời người ta lại thành công. Cái phước báo đó nghe. Một đứa nít, con nít mà mình nhìn nó có phước mình nhìn biết liền à, là đứa nít này càng lớn nó càng có duyên. Bây giờ con quý vị bị học Phật, quý vị nhìn con, quý vị đứa con này nó có phước thì biết liền luôn. Nó càng lớn nó càng có duyên, nó càng lớn nó càng hiền, nó càng lớn nó nói chuyện có lễ phép, nó nhã nhặn, rồi nó nói thật, nhìn nó không có tham lam dịch dành của ai. Là quý vị nuôi đứa con thì biết đứa con này càng lớn càng có phước. Còn một đứa con mà nó càng lớn mà tự nhiên nhìn nó hốc hác khô khan, nhìn nó bèo nhèo, nhìn nó già trước tuổi, nhìn mặt nó không có nụ cười, là quý vị biết đứa con này hết phước rồi. Thì con người khi có phước là con người ta nói ra gì cũng thấy dễ thương. Mà con người mà hết phước là quý vị biết nhìn ta là thấy phản cảm, chứ đừng có đi chi nói. Mà con người mà người ta vừa nhìn mình mà ta thấy phản cảm là cái như cuộc đời mình tiêu. Bây giờ đi kinh doanh với ai, đi làm ăn với ai đây? Đó, nên tại sao mà có nhiều Phật tử về chùa mình tu từ từ gương mặt hiền dễ thương, là tại vì người ta tu phước lưu duyên về gương mặt ta hiền luôn vậy đó. Thật sự mà nói có những người người ta không có đẹp đâu mà nhìn mặt người ta là thấy dễ thương liền à. Chùa mình có một cái ông đi đến chùa, ông xấu, trời ơi, ông xấu hơn những Đức. Những Đức đã xấu, ông còn xấu hơn những Đức nữa. Vì mà vô chùa, chùa mình ai cũng thương ổng chân á. Xấu mà ổng nhiệt tình, mà ổng vui, mà ổng quan hỷ gì đâu á, mà ông đó ông xấu hơn những Đức nghe. Thiệt luôn đó. Ôi ôi, mình là xấu ê hề. Vậy mà ổng còn xấu ê hề hơn mình á. Cái miệng mình chỉ có hô thôi, còn ổng cái miệng ổng vảnh lên, rồi cái môi dưới nó chề xuống. Kinh khủng không? Vậy đó mà ổng vẫn có cái nét là người ta nhìn là người ta thấy, người ta mến thương ổng liền. Thấy chưa? Các con thấy không, nếu mà một đứa con gái mà đẹp nghe, mà cha mẹ mà gầy đến mà dậm chân dậm cẳng, mà hỗn ẩu với cha mẹ, là đứa này xấu liền. Đứa này xấu liền, không nói vòng vo. Với thêm nữa, con gái mới lớn lên mà học đòi theo người ta bận đồ hở hang là nó mau xấu ác đạn. Không có giỡn đâu. Tại vì mình đi một vòng ngoài đường là người ta nhìn mình là người ta chồng vào tâm ta xấu. Người ta vừa nhìn mình người ta khởi tâm tầm bậy lên, nhiều người vậy quá thì tức khắc á, cái phước mình hết đi. Chùa mình ngày xưa có cái bà đó là Hoa Khôi á, lúc còn trẻ bà là Hoa Khôi, bà cao dữ lắm. Có nghĩa là sau này bà già quá, bà vô chùa mình tu. Thì sau này bà mất đi á, thì người thân bà đem hình bà lợi nhận đức nói ai à, ai đẹp gì, nói bà đó, cầu trời. Rồi bà bây giờ thấy ghê trời. Bà ngày xưa bà đẹp tày ô, bà cao ráo, bà là Hoa Khôi mà. Bà là nhiều người mến mộ thương yêu bà mà. Con trai làng, con trai sớm, con trai thành phố phái bà lắm. Nó lao theo bà quá trời luôn mà bà chảnh chẻ ba lá hạt. Bà không thương mà bà còn kênh lại nữa. Thằng nào mà lùng lùng lại chọc bà nói dùng cái thứ lùng beo tôi xỉ cái chết bây giờ. Chữ người ta nữa.
Vậy mà cuối cùng sau này bà già bà vô chùa bà tu, nhìn bà tàn tạ dung nhan, thấy chưa? Do lúc còn trẻ dáng dốc đẹp mà bận đồ hở hang khiêu gợi lòng người. Trời ơi, mấy cái đứa hoa hậu sau này tới tuổi già nó tàn tạ cho mà thấy. Tại vì con người khi mà có phước báo á, là giống như tâm cung kính nè, hiền hậu nè, thiện tâm nè, tạo duyên phước nè. Khi sanh ra đời tự nhiên nó cao ráo nên nó làm được cái duyên dáng mà bước ra các ai cũng ngưỡng mộ cái nhan sắc, là phước báo tu mới được. Nhưng mà bây giờ bận đồ mỏng manh đi giới thiệu những cái chương trình này chương trình kia, bận đồ hở hang cho người ta khi động tâm nhiều người, người ta nghĩ tầm bậy quá, là cái quả báo nó làm cho phước của người này hết đi. Mà khi phước người này hết đi, khi mà nó tàn tạ kinh khủng lắm. Nên bây giờ mà tại sao nhiều người đẹp mà bị ung thư? Vì cái tâm bận đồ hở hang đó mà nó ung thư đó. Tại vì cái tâm bằng đồ hở hang nó làm cho người ta tạo nghiệp từ tâm, rồi dùng những lời khiêu gợi lòng người, nói chuyện ngọt ngào lấy tiền người ta, cuối cùng sau này bị bệnh hoạn kinh khủng lắm á chàng. Cái quả báo nó ghê lắm. Nên những đức nói rằng là chúng ta đều có hai ông thần đứng kế bên đó. Bây giờ các con đây nè, bây giờ đứa nào mà nghĩ xấu cái đi là ông thần ghi vô chằng thì hột é nghĩ xấu. Còn cái đứa kia trần thì hổ bóp nghĩ tốt, là ông thằng ông ghi trần thì hổ bóp nghĩ tốt, ghi liền. Bây giờ các con ngồi đây, bây giờ ví dụ như các con thấy con mũi nó bay nha, các con làm nè, chụp mà chụp không dính nha. Vậy mà cái ông thằng ghi xấu, ông ghi trần thì hổ é bóp mũi. Thấy chưa? Đó, nên hai ông thằng hai bên vai nè, bên vai bên phải là ông thằng phải, là ông thằng hiền. Còn bên dây, cái dây bên trái là ông thầy ác, ông thằng ghi ác, là ông thằng dữ. Đó, các con chạy chờ cũng khỏi nắng. Nên mấy cái đứa mà còn nhỏ mà coi phim đồ này kia, làm chuyện tầm bậy tầm bạ là ông thằng ông ghi te tu. Nên từ nơi đó ông ghi tội hết trơn rồi còn gì nữa. Rồi nghe chỗ này rồi mà dám về mà cha mẹ mà nói đến mà cái chân dậm dậm mà cái mặt làm nè. Tụi cái kiểu này ông ghi te tu, ông ghi chết luôn đó chứ giận. Cái đó là quá bất hiếu. Nó rồi á, nói chuyện thì chuyện có, nói không chuyện không nói có nè, nói lời giả dối này, thấy chưa? Các con biết rằng á, nghe ở dưới địa ngục có một cái địa ngục cắt lưỡi. Bây giờ các con cứ coi đi, các con mà nói chuyện giả dối với cha mẹ các con á, là các con cứ nghĩ cái lưỡi của con gì lâu lâu cắn cái đau không? Ăn cơm mà lỡ cắn cái đau quá trời đúng không? Trời ơi, đau gì bằng đau cắn lưỡi. Cái lưỡi cắn nhẹ cái mà đau quá trời luôn. Vậy đó mà các con nói lời giả dối nghe, nói gạt người ta nghe. Khi mà mình chết đi mình bị cái quả báo này nè các con. Ở dưới âm phủ người ta có cái móc sắt, móc vô cái lưỡi. Cái lưỡi gì mà quỷ sứ nó kêu le lưỡi ra, mình mà không le lưỡi ra là nó tán. Nó cầm cái tay sắt nó tán. Tán mình bắt mình phải le lưỡi ra. Le xong nó lấy cái đồ móc, nó móc cái lưỡi mà nó kéo ra. Bây giờ các con nghe cái lưỡi mà nó le ra được có một khúc mà gì mà nó kéo cái lưỡi dài ra. Rồi bắt đầu là cái dao nó mài sẵn rồi. Cái thằng quỷ sứ kia nó mài cái dao sẵn. Bắt đầu là nó mài ọt ẹt. Thằng kia kéo cái lưỡi ra mà mấy đứa nó dối đó nghe. Bắt đầu nó cắt rẹt. Mà đâu phải một lần đâu trời. Đâu phải một lần đâu. Mà cơn gió thổi nghe cái mọc là cái lưỡi khác. Bắt đầu tiếp tục nó kéo ra cái rẹt. Cứ làm hoài vậy mà tối ngày sáng đêm không có một chút ngừng nghỉ. Ở dưới địa ngục là có một cái địa ngục kéo lưỡi, cắt lưỡi những người nói lời giả dối, chửi cha mắng mẹ. Nó chửi cha mắng mẹ. Thêm nữa cái quả báo khi cái người chửi cha mắng mẹ đó, là khi mà hết cái nghiệp địa ngục mà sanh làm người, các con biết bị cái hạng người gì không? Câm điếc. Người chửi cha mắng mẹ là chịu cái quả báo câm điếc. Người mà cười chê người ta lễ vật là bị quả báo gì các con biết không? Bị gù lưng. Các con thấy ngoài đường mà thấy người nào mà cái lưng gù tuốt dữ đó là cười chê người ta lễ vật. Đó. Nên còn gia đình nào mà giàu sang phú quý của cải đầy đủ là gì? Đem gạo lúa cúng dường cho chùa chiền, nuôi chư tăng, nuôi người tu hành, thì quả báo là nhà cửa đầy đủ của cải vật chất. Nó trong nhân quả, kinh nhân quả ba đời Phật dạy rõ ràng. Nhưng các con nhớ nghe, chửi cha mắng mẹ bị quả báo ở dưới âm phủ khổ đau khi lên dương gian làm người,
Còn cái túc nghiệp phải chịu quả báo đó là câm, điếc. Trong tám nạn, Phật dạy là cái nạn câm điếc vẫn nằm trong tám nạn. Gọi là một con người mà câm điếc là con người không còn kết quả gì của một đời người nữa chứ. Con thấy quả báo ghê chưa? Nên đứa nào mà chửi cha mắng mẹ, hỗn với cha mẹ từ tâm, chưa chửi thẳng, nhưng cha mẹ chỉ cần nói đến mà trong tâm nói thì ghét. Đứa nào có, sửa đi, sửa liền. Chỉ cần cha mẹ nói đến mà trong tâm thì ghét. Hai đứa con mà cứ kêu tôi làm hoài, không kêu nó đâu, ghét. Nó rồi, đó. Còn gặp mà nghe, gặp mấy kiểu kêu đến con, phụ mẹ này coi, con phụ mẹ này coi. Gì? Kêu gì? Đang bấm điện thoại. Đâu bấm điện thoại mà. Nó, mày lỡ phụ tao liền coi, tranh thủ là bước đứng lên đi ngay, dặm như rồi kiểu này là chết. Cái này là cái như là tiêu đời, thấy chưa? Cái quả báo là quả báo xác thực 100% luôn. Nó không phước sạch, giết rồi xấu quắc, mà cái mỏ nhỏ quét. Trời ơi, cái thứ mà hổn với cha mẹ, cái mỏ nhỏ quét, những đứa cũng chịu cái quả báo này, thấy chưa? Hổn là mỏ nhỏ quét này, bây giờ tu tự mỏ đỡ nhọn lại, rồi thấy chưa? Hiểu không? Sửa liền mấy đứa nhỏ. Rồi dưới địa ngục nó có một cái địa ngục nghe, bởi vậy không? Giáo dục nhân quả hay chưa? Nghe mà ai nghe mà không hiểu? Cái này ta nói xác thực trong kinh mà nói cho nó vui, chứ thật sự ta nói xác thực trong kinh đó. Ở dưới địa ngục, ở dưới âm phủ nó có một cái địa ngục, là địa ngục gì? Địa ngục điện quang. Mấy đứa nhỏ ghiền game, người ghiền game thường ở trên máy vi tính, cầm điện thoại chơi game, chơi tối ngày không lo làm ăn, không sống có ý nghĩa, sống cuộc đời mà vô nghĩa, là ở dưới âm phủ bây giờ vừa xuất hiện một cái địa ngục điện quang, là ngồi ngay cái máy tính khi chết đọ xuống cái địa ngục đó nghe các con. Tự nhiên gặp máy tính mừng thấy ghê, chạy lợ bấm máy tính liền, thì tự nhiên nhìn vô máy tính đó các con, thì điện ở trong á nó xẹt ra môi mắt, nó cứ xẹt điện ra và môi hai con mắt rồi này, mà nó cứ làm hoài như vậy trong địa ngục đó luôn, gọi là địa ngục điện quang. Ghê cho cái người ghiền game và cái người mà thường bấm máy vi tính. Trên dương gian thì còn nhỏ mắt đã bị mờ, nhưng tiếp tục quả báo là khi đi xuống âm phủ là bị dính trong địa ngục điện quang. Và ở dưới âm phủ còn một địa ngục, những đức nói những cái địa ngục nó xác thực nhất luôn cho các con dễ nghe, là địa ngục khi ăn uống bỏ thừa, vứt bỏ đồ ăn khi nhiều người nghèo khổ mà không có ăn. Uống nước thì múc đầy ly, uống nửa ly vứt bỏ, đổ. Uống nước thì uống một chút, còn nguyên cái chai nước vứt bỏ không uống. Đồ ăn thì ăn kêu cho thiệt nhiều, ăn dư đổ vứt bỏ. Vô trong nhà hàng quán ăn kêu đồ ăn thiệt nhiều, ăn mấy đũa bỏ đi. Rồi đồ ăn ăn uống giấy chùi miệng liền vào cho người ta lụm ta ăn. Thì những người quỷ của, những người mà bỏ của này xuống với âm phủ chịu ở trong một cái chỗ, mà chỗ này là tất cả đồ ăn thừa của mình đổ ra đều xuống nơi đó và nằm ở trong cái hầm đó. Cái hầm đó thí dụ như bây giờ cái tên ông Hồ Văn Hiền, ông ăn là ông bỏ đồ nhiều lắm, là ghi là hầm của ông Hồ Văn Hiền. Rồi là chết xuống đi dưới đó. Tại người đâu có niệm Phật giảng sanh gì đâu. Chứ nếu như cái người hiền từ ai mà đi bỏ thừa đồ ăn. Rồi cuối cùng ông Hồ Văn Hiền không tu, là dưới đó có một cái tên ghi ngay chỗ cái hầm của ông, là ông Hồ Văn Hiền hầm của ông. Rồi là vừa chết là chúng ta đi đến cái chỗ đó trước, nhất là vớt cái hầm đó trước. Nào là bánh mì, nào là gà luộc, nào là đồ hủ, rồi nào là rau rét, nào là bắp, nào là đủ thứ loại đồ ăn. Ăn thừa vứt bỏ, nào là nước, rồi ăn thừa nghe, đổ bỏ nghe. Thì bắt đầu là đi xuống cái hầm đó vớt lên đó, bắt đầu cái đầu quỷ sứ nó đứng xung quanh, nó nhặn cái đầu vô. Rồi nó bắt phải vớt đồ ăn, vớt mà đồ ăn bao nhiêu ngày tháng nó thúi, nó thúi không tưởng tượng được, mà vớt lên phải ăn xong rồi tất cả nước trong cái hầm đó đó là quả báo của mình tạo mà, thì mình phải múc nước, tất cả nước trong cái hầm đó uống cho sạch. Rồi xong là qua một cửa, rồi mới tiếp tục đi đến cửa khác mà chịu quả báo. Những đức nói cái tội lỗi mà ở dương gian này tạo nghe thôi, tính không xể nổi chúng ta, ghê gớm lắm. Bởi vì những đức nói các con là những đứa có phước, nên còn nhỏ mà các con được nghe giáo dục,
Các con được nghe giáo dục về đạo làm người, nghe giáo dục về nhân quả. Những đức nói có mấy ngôi chùa dạy các con được gì? Những đức vừa nói về cái đạo làm người và thêm nữa cái nhân quả trong nhà Phật. Mà nếu cái nhân quả trong nhà Phật này các con mà biết sợ một cái nghe, là đố một cuộc đời các con dám tạo tội á. Những đức nói nãy vui vui mà sự thật đó, các con mà nghinh liếc với cha mẹ đi là có ngày các con bị tai biến đó. Cái tội đó nó bất hiếu là kinh lắm. Rồi nói lời giả dối là các con chịu cái quả báo là chúng ta thấy xác thực. Người mà nói lời giả dối là không ai tin tưởng mình cả. Trời ơi, cái khổ nhất là không ai tin tưởng mình hết chứ. Nên nhớ, từ ông bà cha mẹ phải gầy dựng chữ tín rồi dạy con cháu. Nhớ nghe, ông bà cha mẹ nghe được rồi phải gầy dựng chữ tín lại liền. Nếu như mình đã từng sai quấy, bây giờ cũng phải sửa đổi liền để dạy con cháu của mình. Phải dạy các cháu tin sâu nhân quả, phải học lễ phép, đừng cầu lợi mình mà hại người. Nhớ nghe, dạy tin sâu nhân quả là nãy giờ nói rồi nè. Phải học lễ phép. Các con biết dạ thưa, gặp người biết chào hỏi, đi đến đâu cũng biết chào hỏi, gặp người ta là chào hỏi liền. Đi vô chùa gặp quý thầy chắp tay A Di Đà Phật, cúi đầu gặp các cụ A Di Đà Phật, con chào các cụ. Các con chỉ cần làm đúng như vậy thôi là phước duyên các con lớn liền. Rồi cái gương mặt đó thường tươi vui nghe, gặp người A Di Đà Phật, cười một cái. Súng găng cũng A Di Đà Phật, cười một cái. Nghe không? Ngoài đời thì gặp cô chú, dạ con chào cô, A Di Đà Phật. Gặp chú, gặp chú, dạ chào chú, cười một cái. Cứ cái hành động này là tự nhiên gương mặt từ từ sáng liền. Đây gọi là lễ phép đó. Nó ví dụ như vừa dẫn cái xe ra đi học, tự nhiên gặp một bà cô bác gì gần nhà vừa đi tới, dạ con chào cô, dạ con chào cô, con đi học nghe à. Từ một cái hành động đó thôi trời sớm ai cũng khen. Đồn 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 ra con của một bầu công nhận đó, thằng đó sanh đứa con dễ thương gì đâu, hiểu không? Con gì đâu mà biết hỏi han. Cái đầu người ta nói con cháu, người ta nói này kìa kìa kìa, sao mày không học cái con của một bầu nhà xóm trên kế cái cầu khỉ. Mày thấy nó không? Nó gặp cô bác rồi nó hỏi cả sớm này ai cũng khen nó chứ, sao mày không học? Còn mày tối ngày mày gặp người ta mày nghiêm, giống như ta ăn hết của mày vậy, mày cái thứ vô duyên vô dụng. Người ta ưa chữ vậy đó. Nên gặp người hỏi han thì ta khen có duyên, mà gặp người mà cái mặt ụt xuống cái là ta nói cái thứ vô duyên. Cha mẹ không biết dạy con, thấy không? Tội lỗi chưa? Đó, nên học lễ phép. Đừng có cầu lợi mình mà đi hại người. Các con nhớ nghe, cầu lợi mình nhỏ nhất là bây giờ có một cục kẹo, mình kiếm cách mình giật cục kẹo này là lợi mình, không cho người ta là hại người ta. Rồi lớn lên chút thì đất đai của cải, cha mẹ mua ra, hai chị em, hai anh em có hai căn nhà. Bắt đầu là mình nghĩ tìm cách nào để kêu cha mẹ mình phải cho mình căn nhà ngay mặt tiền, còn đưa đứa em cái căn nhà ngay cái hẻm, đừng gầy xe lửa, không buôn bán gì được hết. Đó là cầu lợi mình hại người. Hoặc là tìm mọi cách để lấy hết của cải mà không cho người thân luôn, không cho anh chị em luôn. Còn con trai thì nghe lời vợ mà hổn với cha mẹ, giật của cha mẹ, không cho chia anh em chị em. Thì đây là một cái hành động mà cầu lợi mình hại người. Quả báo này ghê lắm, các con đừng có làm, các con không có tồn tại đâu. Đi đâu không hiểu thì hỏi, đừng tùy tiện. Nhớ, đi đâu không hiểu thì hỏi, đừng tùy tiện. Thí dụ như các con đi ra đường, đường nào các con không biết, ví dụ thành phố rất nhiều đường, đường nào không biết thì đừng có tùy tiện đi lạng quạng chi, hỏi vị trí liền, hỏi đàng hoàng. Nghĩa là người xưa ta nói đường từ miệng mà ra, chúng ta biết hỏi. Đi vô trường học á, ai ăn hiếp mình, ai quýnh đập mình, ai dọa nạt mình, chúng ta phải về báo cho cha mẹ biết liền. Không có được im miệng lại, nó nói nè mày nghe, tao nói mày biết nghe, tao ăn hiếp mày, mày mà mét cô giáo, thầy giáo, mày mét cha mẹ mày là mày chết với tao. Các con nhớ, không có được nghe nó nói câu đó mà mình đi im miệng cho nó hiếp mình hoài. Mà các con đi về nhà báo cho cha mẹ các con là người lớn giải quyết liền. Chứ không có được im miệng nghe chưa. Ai hà hiếp mình à, thí dụ như bây giờ các con đi vô trường học, gặp một cái thằng đó nó lớn, vô cùng lớn, tự nhiên nó ôm mình, nó hung mình, về mét mẹ mình liền. Nói mẹ ơi con đi vô trường cái thằng đó nó hung con, để cho cha mẹ ra mặt liền. Còn bây giờ các con nói trời ơi nó hung tôi mắc cỡ quá, trời mắc cỡ, tôi nói người ta cười tôi chết, để cho nó hung tôi hoài.
Nó thấy chưa? À, nên các con những Đức dạy đó nghe chưa? Đó, từ khi các con chịu, còn đã không chịu rồi thì nhất định phải nói cho cha mẹ nghe liền. Hiểu không? Đó là cái điều mà những Đức dạy nó xác thực nhất trong cái cuộc đời này luôn rồi đó. Nên cha mẹ các cháu với ông bà các cháu cho các cháu đến cái lớp học này nè, vừa được niệm Phật này, vừa được nghe về giáo dục làm người gần gũi nè, vừa được nghe nhân quả nè, vừa được làm lễ phóng sanh nè. Con đứa nào mà đến đây đòi nợ, nhờ cái tu hành này từ từ nó chuyển cái nghiệp đòi nợ, từ từ nó đến báo ơn. Đứa con đến báo ơn thì từ từ nó càng biết báo ơn thêm. Quý vị phải nhớ gầy dựng cho con chỗ này mới là chỗ thật chắc đúng đắn nhất, là để là món tài sản lớn nhất cho con đó. Còn lo làm ăn giàu sang mà không chịu dạy dỗ con là quý vị, đây là không phải tài sản đâu trời. Nó sau này nó bất hiếu với quý vị mà tài sản gì? Tài sản. Nhà giàu mà con mình nó kênh, cái mặt nó nghinh. Mình nói chuyện với người ta, bạn bè nó không chào một tiếng, cái thứ con như vậy mà thua rồi. Đó là không phải tài sản. Để là tài sản cho nó mà nó tạo nghiệp là tài sản gì? Thà giờ làm ít, mình khỏe còn ngon nữa. Mình dạy con mình giáo dục làm người còn hay nữa. Sau này tự nó có phước, nó lập được sự nghiệp nghe. Nên những người mà biết tu rồi đừng có cực khổ vì con mà cứ lao hoài theo cái dòng sống của cuộc đời này làm chi. Dành nhiều thời gian tu hành đi, sống cho vui đi, để cho con mình nó học theo cái tấm gương của mình mà sau này nó tốt. Còn mình mà cứ lao theo cái dòng sống hoài mình cực, nó học y rang mình luôn. Rồi mình cực quá mình không có thời gian thăm cha thăm mẹ, sau này nó cũng cực y rang mình, nó cũng không thăm mình đâu. Cái nhân mình gieo sao là quả mình chịu vậy à, đừng có trách nghe. Nên mấy cái người mà con bắt hiếu đừng có buồn trách nó. Quý vị đã từng bắt hiếu với cha mẹ mình, bây giờ nó bắt hiếu lại đó. Còn bây giờ này quý vị điều chỉnh liền đi. Còn nhỏ này chỉnh liền. Đứa nào mà hổn á đem lại đây. Những Đức vừa mài cái miếng sắt kìa. Những Đức tát vô cái miệng cho bỏ tật hổn, hiểu chưa? Nên từ nơi đó đó hổn là không có ai thương đâu. Mấy đứa đây là ai cũng thương, nhưng là do không có hổn nè, không có lì nè, không có kênh với cha mẹ nè. Chứ đứa nào mà Những Đức nói rồi mà lì nghe về cô chừng đó, có ngày gió nó thổi ngang cái miệng rồi xong luôn. Mấy đứa nít này nè nghe chưa? Nó nghe rồi đó. Thôi chúc cha mẹ các cháu và các cháu an lạc vui vẻ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ở chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy có lớp đạo làm con, các cháu về đây được niệm Phật và được nghe giáo dục và được làm lễ phóng sanh. Đây là đại phước báo nhân duyên. Và ông bà cha mẹ khi cũng đi đến đây học tập chung mỗi tuần thứ bảy rất là vui. Nên chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho cha mẹ các cháu, ông bà người thân và các cháu, gia đình được tiếp nhận giáo dục và sống được an vui và hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Đều phát Bồ Đề tâm, nương vào Tam Bảo niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả các con từ khi còn nhỏ được dự lễ phóng sanh, được những đức dạy dù một con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không dám giết. Gia đình các cháu không có thuốc chuột hay là diệt gián hay diệt muỗi, hay là dùng những cái loại mà người ta bằng đêm ngủ mà có cái gì đó bắt muỗi á, không có mua cái đó dùng trong nhà nữa. Mỗi ngày đêm mình ngủ mà sát sanh nhiều quá vậy thì mình không có bình an đâu. Rồi tất cả các cháu có tâm từ bi, còn nhỏ mà không có sát sanh mà biết ăn chay nữa, còn phóng sanh nữa nghe, thì tức khắc các con khỏe mạnh. Đứa mà bệnh hoạn nghèo ọt khó nuôi,
về đây từ từ với khỏe mạnh và phước báo tăng trưởng, tuổi thọ kéo dài. Và chúng ta quy y cho tất cả những chú chim này, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi nó bị nhốt trong lòng thì giống như đang ở tù, mình thả nó cảm ơn mình dữ lắm các con. Nên từ nơi đó giống như mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn dữ lắm. Nên bây giờ mình quy y Phật cho mấy con chim, mình thả nó này các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim này nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mà chúc cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.